Ok, hôm nay thì mình lại quay về với dòng RG Eva. Mình trên kênh của mình là bây giờ hơi bị nhiều Eva rồi. Tại bây giờ cái hướng đi của mình á, gọi là cái hướng đi chứ thật ra là bây giờ mình đang chơi Eva là chính. Mình cũng ít đụng tới Gundam. Thứ nhất, thứ hai nữa là hiện tại thì chưa có Gundam mới, chưa có mấy con Muse Ensemble mới. Với mình cũng thích chơi cái gì đó. Eva thì mình không nói, Eva là tại vì mình bắt đầu được một vài con, cái thành ra là mình nghĩ là mình đu được với số lượng nó cũng còn khá ít á. Cái thứ hai là Muse Ensemble thì mình bây giờ mình chuyển hướng sang sưu tầm mấy con nó gọn gọn nhiều hơn, chứ còn bự quá thì bắt đầu chân mình hết tội, mình hết chỗ để chân rồi. Thì hôm nay mình có ở đây là con RG Eva Unit 02. Thì con này thì cũng như mấy con khác, nó gần như là các chi tiết là không nhiều thay đổi lắm. Các bộ phận tay chân thì cũng không có nhiều thay đổi. Thì có một số cái bộ phận thêm, ví dụ như là ngoài cái súng này ra, cái súng này thì con nào cũng có. Thì mình có thêm một cái súng này. Cái này nó gọi là cây giáo điện, cây giáo không, cây giáo nó gọi là Thunder Spear, thì dịch ra là cây giáo sấm. Cũng mình thì mình không có coi phim nên mình không có biết được cái tác dụng của cái cây này là cái gì. Thì nó trông cũng là lạ, và nó có một cái khá là hay, đó là gấp vào và sau đó trượt cái thân súng lên để mà thu gọn. Thì cái thu gọn này thì nó sẽ có một cái bàn tay để chuyên cho cái chuyện cầm cái đồ thu gọn đó. Thì như mấy con Eva khác thôi ha, thì nó cũng có rất là nhiều bàn tay, một đống ở đây để mình kiếm cái bàn tay. Đây là cái bàn tay mà mình nói ha. Thì nó cầm khá là to, thì nó sử dụng như thế này. Mấy con RG này thì nói chung thì khá là mỏng manh, mà nó do bản chất của Eva nó cũng không được tròn trịa lắm, mà nó hơi 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 ốm. Cái mình kêu là mấy con gì trong còi xương, trong thấy gốm như bộ xương khô rồi. Đây thì mình tách ra và mình cho nó cầm như thế này, tách hai bàn tay ra và kẹp lại. Còn đứng khó ghê luôn. Đó thì chắc là điểm khác biệt thì chỉ có gồm là màu và cái mặt này thôi. Thì con này cũng vẫn mở miệng được nhưng mà nó không ra cái mặt người cho lắm. Còn như con Eva 01 thì nó là một cái mặt quỷ, nó vẫn là hai mắt. Còn con Eva 00 thì nó là một cái một mắt và cái đầu nó là đầu cứng thôi, không có sự cử động được ha. Đó. Rồi, còn lại thì dư ra thì chúng ta sẽ dư hai bàn tay như vậy. Mình còn một bàn tay nữa. Đây. Nó sẽ dư ra hai bàn tay như vậy. Thì á mình ráp mình để ý một chút. Lúc đầu mình không để ý lắm thì nó do là nó đổi con dao sang là dao dạng này, con dao nhìn giống như con dao của siêu nhân Gao á. Mình cảm thấy khá là giống cái con dao của siêu nhân Gao. Thì cái lòng bàn tay nó cũng khác, các bạn thấy không? Lòng bàn tay nó có cái gờ lên vậy nè, trông hơi hơi xấu hơn một chút. Đây, mình để cùng một bên bàn tay cho các bạn dễ thấy ha. Đó, thì ngón tay của cái dao cũ nó dài hơn ngón tay cầm con dao mới. Cho nên á mình chú ý một tí để mà khi mà mình ráp mình đừng có bị nhầm. Thì khi mà một dưới bàn tay ra thì nó sẽ chuyển cái bộ nó cổ, cái bộ mấy cái xương trên này nè. Cái bộ này chỉ có một bộ thôi, chỉ có một cặp thôi, thì gắn vào tay này chứ không gắn được tay này nữa. Rồi, hai bàn tay mới, một cái bàn tay gọi là hai bàn tay chỉnh với một bàn tay mới, thì nó sẽ có nhiều bàn tay hơn một chút vậy thôi. Và đặc biệt thì theo mình thấy là cái màu này thì nó khá giống với cái màu của con không không cái màu của con vàng á. À, bây giờ mình đang kẹt, mình không nhớ cái đó mình bỏ đâu rồi, cái vỉ đó mình bỏ đâu. Cái vỉ đó hiện tại mình không có để trên bàn, mình không có mở ra mình review cho các bạn xem được nó giống nhau như thế nào. Thì bài review coi như là khá ngắn, và con này thì dư đồ cũng khá khá đó, mình cũng cắt ra, mình cũng cắt ra mình cấp nhiều. Thì rồi ok, tạm thời vậy đi, để mình up luôn review con 04 luôn cho nó 03 04 ta.
E303, nhầm E303, lên E303 luôn cho nó đúng thứ tự luôn. Ok, cảm ơn bạn. Ok, mình vừa mới kiếm ra được cái hộp mình đựng mấy cái phát này rồi. Mình đựng... Thì đây là cái tay của con không không nè. Thì nó còn cầm con dao loại cũ. Mà đây là dao của 02, con dao siêu gao. Đây mình sẽ đưa gần cho bạn thấy là mình thấy nó rất là giống nhau luôn, cái phần màu nó rất rất là giống nhau. Mà thậm chí là cả cái phần giáp vàng vàng ngay cái mấy cái xương đất cổ này nó cũng màu cũng giống nhau luôn. Có thể là bạn thấy nó sáng hơn một chút, mình nghĩ là do ánh sáng thôi. Hoặc đúng là nó sáng hơn. Hoặc đúng là nó vàng hơn một chút thật. Thì đó, chỉ có vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem tới đây.